Thưa quý vị, hôm qua 7 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi tử vong tại một trường mầm non trên địa bàn do nghi bị ngã vào thùng nước trong nhà tắm. Nạn nhân là bé BA, 2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng. Trước đó, ngày 6 tháng 6, bé BA được người nhà đưa đến gửi tại nhà trẻ mầm non tư nhân Babysat, địa chỉ khu phố Đức Hòa, thị trấn Đức Phong. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người nhà nhận được tin nhắn bé BA đã tử vong tại bệnh viện. Theo trình báo ban đầu, trước đó khoảng 15 giờ chiều, bé BA cùng các bé khác được người trông trẻ đưa xuống nhà tắm để tắm. Trong thời gian tắm, các cháu bé chạy qua lại nghịch nước cùng nhau. Khoảng 15 phút sau, người trông trẻ đi đến khu vực sàn nhà tắm để kiểm tra thì phát hiện cháu BA đã bị ngã cắm đầu vào thùng nước để trong sàn tắm. Mặc dù được hô hấp nhân tạo và đưa đi cấp cứu, nhưng bé BA đã tử vong sau đó. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.